Văn Phi Thông xin gửi đến các cô chú, các anh chị và các bạn lời chào thân thương. Cả nhà thân mến, hôm nay Thông mời cả nhà cùng với Thông chúng ta cùng nhau đi dạo hội chợ Giáng sinh ở thành phố Bad Homburg, nơi Thông đang sống và làm việc. Thì ngày hôm nay đó là ngày thứ bảy, ở trong lâu đài họ sẽ mở cửa và vui chơi ở trong đó rất là nhiều quầy hàng, gian hàng. Thông sẽ mời cả nhà cùng với Thông chúng ta đi từ dưới cái con đường này lên trên và chúng ta cùng nhau đi vào trong lâu đài để xem năm nay có gì thay đổi khác mọi năm không nhá. Rồi, Thông mời cả nhà cùng với Thông chúng ta cùng nhau đi dạo nè. Trên cái con đường nhỏ thôi nhưng mà có rất là nhiều cửa tiệm, cũng có những trò chơi cho các cháu đu quay này, bé bé xinh xinh. Cả nhà thấy mọi người đang đi lên phía trước để tiến vào trong lâu đài. Từ nãy giờ đó thì Thông đi từ trên đi xuống dưới, bây giờ thì Thông sẽ đi ngược lại từ dưới lên trên và Thông sẽ quay cho cả nhà xem tất cả các cảnh ở cái thành phố Thông đang sống và làm việc đón Giáng sinh năm 2022 như thế nào nè. Hôm nay trời rất là lạnh. Nếu mà không có găng tay là tay lạnh cóng luôn đó. Đây là tiệm bán hoa, rất là đẹp luôn. Và ở bên châu Âu đó thì các cụ bà lớn tuổi đó là rất là yêu hoa. Như mọi năm thì ở đây có một cái cây thông. Họ sẽ lựa ra một cái tiểu ban ở gần để đến cưa cái cây thông đó đem về đây để trưng trong những ngày Giáng sinh và năm mới. Và sau Tết Tây thì người ta lại gỡ nó ra và trả lại cái mặt bằng này cho thành phố. Hầu như Noel năm nào cũng vậy và Tết Tây năm nào cũng vậy hết.
đây cả nhà. Có những cái gian hàng bán đồ ăn và những cái đồ gốm, đồ sứ này làm bằng tay rất là đẹp. Và cái tiệm này đó là họ đến từ nước Tunisian. Rất là đẹp. Những cái khay này là mình mua về để đựng mứt này. Đó. Đựng mứt, đựng hạt dưa. Đây là những cái lá thông họ kết lại thành những cái tràng vòng tròn như thế này. Rồi mình mang về mình sẽ treo ở trước cửa này. Hoặc là để lên trên bàn cùng với 4 cây nến. Và mỗi một tuần trôi qua đó thì mình sẽ đốt một cây nến. Khi nào mà 4 cây nến đốt xong, tức là Noel đến đó, là Giáng sinh đến đó.
là đường đi vào lâu đài. Hội chợ Giáng sinh ở trong lâu đài cũng rất là xôm tụ cả nhà. Và trước khi đi vào trong lâu đài thì ở bên góc tay phải của Thông nè, cũng có những cái quầy hàng bán rất là nhiều. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đi tham quan nhé. Năm ngoái đó, khi mà đi vào trong này đó là phải test xem mình có bị dương tính hay là mình là âm tính đó, thì mình mới được vào trong này nha cả nhà. Còn năm nay thì coi như là đi vào thoải mái rồi. Bán bánh này, rồi bán bánh crepe này. Rồi bán đồ trang sức, túi xách làm bằng tay, vòng. Đây là quà làm lưu niệm đây ạ. Bán xà bông. Đây là bán những cái ly mà gọi là thể thao này. Ví dụ như quý vị thích những cái con số nào của những cầu thủ nào đó thì ở đây họ bán. Nón, mũ, banh. Tiệm này bán lồng đèn. Đây là tiệm bán sáp ong, nến đấy. Bán nến bằng sáp ong. Trời lạnh lạnh mà uống một ly rượu Blue Vine ấm ấm này á là rất là tuyệt vời cả nhà. Hầu như là cứ Noel đến là mọi người sẽ uống Blue Vine, hay là cái rượu, cái tên của nó như vậy đó. Rượu đỏ hoặc là rượu trắng, nấu lên với quế với hồi nó hơi ấm ấm, uống rất là ngon. Các em vịt đang đứng xếp hàng chờ mọi người đến mua để đem về nhà đây cả nhà ơi, dễ thương ghê không? Các em vịt. Thông đã vào bên trong của lâu đài rồi đây. Như mọi khi Thông đã chia sẻ với cả nhà, có một cái tháp rất là cao nè.
Đó, hát rất là cao. Rồi, xung quanh đây là các sạp bán đủ thứ hết, thức ăn, thức uống, đồ lưu niệm, đồ trang trí cho mùa Giáng sinh. Ông già Noel này năm nào cũng đứng đây hết. Và đặc biệt là có chiếc xe lửa bé bé xinh xinh nhưng chở được rất là nhiều hành khách. Một chút nữa Thông sẽ mua vé để đi vào đi chơi luôn nè. Dễ thương chưa cả nhà ơi? À, dễ thương ghê không? Đấy, cũng có còi thổi. Chắc Thông phải mua vé Thông vào Thông ngồi Thông chơi luôn nè. Dễ thương chưa? Đó, bé xíu à. Xịt, bạch 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 bạch. Chạy bằng hơi nước á cả nhà. Cho than vào và chạy bằng hơi nước á. Xịt khói, xịt hơi lên rất là dễ thương luôn. Mọi người xếp hàng vào đi xe lửa đông quá. Thôi chắc là Thông không có đi đâu. À, hẹn gặp lại lần sau vậy. Đây đang đứng xếp hàng để đi vào lối đi vào chơi ngồi xe lửa đi vòng vòng đấy cả nhà. Đó. Thông quay lại một lần nữa cho cả nhà xem này. Rồi tiếp theo thì mình sẽ đi tham quan các gian hàng khác nha. Ở đây là bán ly nè, rồi bán các loại chip nè. Ở đây là chip khoai tây, các loại khoai tây bào mỏng này, rồi cắt sợi, cắt miếng đủ hết. Đây là tiệm bán len, dớ len, căn len, rồi lại thêm một tiệm bán đồ gốm như hồi nãy Thông quay ở ngoài ngoài phố đó. Ở trong này lại có một tiệm nữa. Và cả nhà nhìn thấy này, tất cả là họ làm bằng tay, thủ công bằng tay đó cả nhà. Cho nên là nó sẽ không đều nhau. Thông vừa mới hỏi thì đúng, những sản phẩm này đến từ Tunisia. Chúng ta đốt nến bỏ vào và để ra ngoài vườn, ngoài sân, buổi tối đèn nó chớp chớp rất là đẹp cả nhà. Rồi tiếp theo là tiệm lồng đèn nữa. Tiệm lồng đèn này đẹp quá. Buổi tối thì đèn sẽ sáng hơn, sẽ đẹp hơn. Bây giờ thì ban ngày, bây giờ là 3 giờ mấy chiều, gần 4 giờ chiều rồi. Và ngày hôm nay thì thời tiết rất là lạnh. Cả nhà thấy là ai cũng phải đội mũ chứ không lạnh thế mỏ ác lắm. Đấy, đẹp chưa? Rất là đẹp phải không ạ? Đây là cái đường đi vào trong lâu đài. Vào những ngày thường thì họ sẽ bán vé cho mình đi lên trên lâu đài để mình tham quan. Và đây là cổng đằng sau. Cổng đằng sau thì như Thông đã chia sẻ ở video lần trước đấy, là có một cái cây này nó rất là to này. Đó, bên kia là cây nhỏ, bên này cây to.
rất là to. Cả nhà thân mến, vừa rồi thì cả nhà đã cùng với Thông chúng ta cùng đi tham quan hội chợ Giáng sinh năm 2022 tại Bác Hamburg cũng như lâu đài ở Bác Hamburg. Thông xin chân thành cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã bỏ thời gian vào để theo dõi video của Thông. Để ủng hộ kênh YouTube của Thông thì xin cả nhà hãy like, chia sẻ, đăng ký và cùng đồng hành với Thông trong những video tiếp theo. Cả nhà nhớ bấm chuông để được những video mới nhất của Thông trên YouTube. Thông xin chân thành cảm ơn cả nhà rất nhiều. Thông xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.